Thời gian gần đây, loại nhà phố quy hoạch theo dạng khép kín, có an ninh 24/7 đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong một sự kiện kết nối cộng đồng tại một dự án của Khang Điền mới đây, đã có hơn 1.000 người tham dự. Đáng chú ý là đây không phải là một sự kiện bán nhà, nhưng cũng đã có nhiều người đặt mua ngay tại sự kiện. Tối ngày 31 tháng 7, có khoảng hơn 1.000 người đã có mặt tại sự kiện Home Sweet Home, kết nối yêu thương tại trung tâm hội nghị GEM. Đây là một sự kiện tri ân cộng đồng dân cư tại thành phố Mega Khang Điền. Năm đầu dự kiến có khoảng 6.000 khách tham dự, nhưng con số thực đã vượt hơn 1.000 người. Đây là những cư dân đang sống tại khu này, hoặc là người đang quan tâm đến loại sản phẩm nhà phố được xây khép kín với an ninh 24/7. Mặc dù sự kiện này đã tạo một không khí thân mật và kết nối giữa các gia đình trong cộng đồng, nhưng vẫn có 20 khách hàng mới quyết định đặt mua nhà ngay tại sự kiện này. Loại hình nhà ở compound này đang được khá nhiều cư dân ưa chuộng hiện nay, do tâm lý của người Việt thích loại nhà gắn liền với đất, mà khu vực sinh sống vẫn được đảm bảo an ninh. Hiện Khang Điền đã thuê đơn vị quản lý là CBRE và thiết lập đường dây nóng 24/7 để giải đáp hết mọi thắc mắc của các cư dân, lập tổ kiểm tra để rà soát lại các tiện ích và kịp thời nâng cấp sửa chữa và bảo dưỡng nhằm duy trì và đảm bảo chất lượng dự án ngay cả khi đã đi vào hoạt động.